Tháng 10, gần 14.000 ô tô nhập khẩu vào Việt Nam mặc ưu đãi cho xe lắp ráp. Trong tháng 10 năm 2020, ô tô nhập khẩu nguyên chiếc các loại vào Việt Nam tăng mạnh, đạt 13.653 chiếc với tổng giá trị gần 283 triệu USD. Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan đã ghi nhận có tổng cộng 13.653 ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký tờ khai hải quan trong tháng 10 năm 2020, tăng 7,8% 983 chiếc so với tháng trước và đạt tổng trị giá 283 triệu USD. Lượng xe ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 10 năm 2020, phần lớn xuất xứ từ 3 thị trường Thái Lan, Indonesia và Trung Quốc. Trong đó, xe nhập từ Thái Lan là 7.599 chiếc, từ Indonesia là 4.048 chiếc và từ Trung Quốc là 918 chiếc. Tính tổng trong 10 tháng của năm 2020, thị trường Việt Nam đã nhập khẩu 80.110 xe ô tô nguyên chiếc các loại, giảm 33,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ riêng loại ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống chiếm 74,5%, 59.699 chiếc và ô tô vận tải chiếm 19,4%, 15.536 chiếc. Lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam thấp hơn so với năm ngoái chủ yếu do tác động của dịch Covid-19 trong những tháng đầu năm, khiến các giai đoạn sản xuất bị đình trệ. Chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ đối với dòng xe lắp ráp trong nước do chính phủ ban hành, cũng phần nào khiến ô tô nhập khẩu mất lợi thế kinh doanh tại Việt Nam. Ngoài ra, các mẫu xe bán chạy như Honda CRV hay Mitsubishi Xpander, bản AT đã chuyển sang lắp ráp trong nước do các hãng thay đổi chiến lược kinh doanh cũng khiến xe nguyên chiếc nhập khẩu về Việt Nam sụt giảm trong khi nhóm hàng linh kiện và phụ tùng ô tô tăng đều đặn. Theo báo cáo doanh số VAMA, doanh số bán hàng toàn thị trường Việt trong tháng 10 năm 2020 đạt 33.254 xe, tăng 22% so với tháng trước và tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 12.756 xe, tăng 35% so với tháng trước. Dễ thấy, thị trường ô tô nhập khẩu Việt không thiếu nguồn cung do lượng xe nhập vào đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ trong tháng. Mặt khác, doanh số bán xe nhập khẩu tăng mạnh phải kể đến thành tích xuất sắc của Tân Binh, Toyota Corolla Cross với 1.548 xe bán ra trong tháng 10 năm 2020. Mẫu MPV ăn khách Mitsubishi Xpander dù đã có bản AT lắp ráp trong nước, nhưng bản nhập khẩu lại được khách hàng ưu ái hơn khi lượng xe bán ra đạt 1.484 xe. Vua bán tải Ford Ranger cũng có một tháng kinh doanh thành công khi đã giao tới khách hàng Việt 1.583 xe trong tháng 10. Cũng theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, các doanh nghiệp Việt đã chi 395 triệu USD để nhập khẩu linh kiện và phụ tùng ô tô trong tháng 10 năm 2020, tăng 2,8% so với tháng trước. Nhóm hàng này có xuất xứ chủ yếu từ Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản và Trung Quốc với tổng trị giá 323 triệu USD, chiếm 82% trong tổng trị giá nhập khẩu linh kiện và phụ tùng ô tô của tháng. Tính tổng 10 tháng của năm 2020, giá trị nhập khẩu nhóm hàng linh kiện và phụ tùng ô tô đạt 3,06 tỷ USD, giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái.